Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem trên kênh YouTube của Thắng Hoàng. Video clip ngày hôm nay thì Thắng Hoàng giới thiệu với mọi người một dòng sản phẩm Class D của hãng VKH, của thương hiệu của xe AF. Đấy, chất lượng với dòng mạch Class D. Class D là một trong những dòng mạch đời cao, có hiệu suất làm việc rất là tốt, cũng như là chạy rất là êm, mát, âm thanh sáng, mạnh. Và kèm theo đó nữa, con đẩy này là với công suất 900W một kênh, 900W một kênh, cho nên là các bác có thể đánh được hai đôi 13-40 đi làm sự kiện, ok nha. Đấy, với cái mã DCDM16F36F Class D đây. Class D này được chạy chiếc nguồn xuyến rất là lớn bằng lõi đồng. Đấy, và 4 tụ nguồn với mỗi chiếc là 200V. Đấy, cực kỳ cao luôn. Hệ thống lọc nguồn làm mềm nguồn cấp trước, đảm bảo ổn định, độ bền cho biến áp. Đấy. Và hệ thống tụ lớn. Đấy, chạy nó đảm bảo cho các bác là áp nó khỏe. Đấy. Hệ thống nguồn 1524 được điều khiển bằng IC, rất là ổn định. Đấy. Đây là bo công suất, bo công suất Class D thì nó rất là vừa, nó rất là vừa vặn và nhẹ nhàng. Nó chạy bằng MOSFET lớn và MOSFET cao nhất, cho nên nó đạt được hiệu quả công suất rất là lớn. Tất cả mạch đang còn nguyên zin nguyên bản, đẹp đẹp, nó là đẹp. Đấy. Và kèm theo đó nữa là bên đây 4 con tụ công suất này, 4 tụ công suất, mỗi tụ là 200V luôn nha. Đấy, 200V rất là khỏe. Đấy, dòng mạch này nó hiệu suất nó rất là cao, nó không có gây nóng, không tản nhiệt ra vỏ nhiều, nên là các bác chạy cảm giác nó như không chạy, rất là êm, rất là khỏe. Với thiết bị công suất lớn như vậy, dòng mạch cao, để cho anh em đi làm sự kiện, bên cửa hàng em bán ra là 4.900.000 đồng. 4.900.000 đồng. Đấy, riêng cái dòng này thì nó có chế độ đánh chập cây, chế độ đánh lên tín hiệu đầy đủ. Đấy, và nó có chia độc lập ra cái game tín hiệu lớn bé của từng kênh một khác biệt nhau hoàn toàn. Các bác có thể điều chỉnh hiệu ứng theo loa khác nhau thoải mái nha. Đấy, cắm tín hiệu lên tín hiệu bằng canon, quạt làm mát chỉ cần một quạt thôi, chạy rất êm rất mát. Hàng công ty lúc nào nó cũng sẽ có seri má vạch đầy đủ. Đấy, chạm vặn loa rắc new chip. Đấy, rất là đầy đủ để cho mọi người sử dụng. Đấy, và mọi chi tiết liên hệ qua số 0969 800 985 để đặt hàng. Một lần nữa thì xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác.